Xin chào các bạn. Thì nhiều bạn khi mà chạy quảng cáo Facebook thì các bạn muốn quảng cáo ở một cái khu vực nhất định. Đấy, mình ví dụ như là các bạn chỉ muốn chạy quảng cáo ở cái khu vực Đại học Bách khoa Hà Nội thôi, thì chúng ta phải làm như thế nào? Đó thì ok nhá, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể target được cái vị trí quảng cáo để giúp cho cái việc quảng cáo nó tối ưu ngân sách hơn, để giúp ta đỡ mất tiền, đúng không ạ? Ok, thì bây giờ giả sử mình có một cái bài viết như thế này, mình sẽ quảng cáo bài viết nhá. Ok, mình sẽ làm lại từ đầu này. Đấy, thì bây giờ các bạn vào trong cái phần mà nhắm mục tiêu này, mình sẽ click vào phần chỉnh sửa nhá. Đấy, thì ở đây ok, các bạn thể chọn cái đối tượng. Nếu mà các bạn chọn bán quần áo cho nam hoặc là cho nữ thì các bạn có thể chọn. Còn nếu mà không thì chúng ta thể chọn tất cả, đúng không? Lượng độ tuổi này, giả sử như là các bạn chỉ target tới cái sinh viên thôi. Đối tượng là sinh viên thì các bạn có thể chọn tuổi từ 18 đến tầm 23 tuổi chẳng hạn. Đó, 23, 24 gì đấy nhá. Ok, và bây giờ cái chỗ phần location này, các bạn thể search cho mình cái phần là Hà Nội chẳng hạn. Đó. Đấy. Rồi mình tắt cái thằng Hoa Kỳ nhá. Rồi, bây giờ các bạn phóng to lên. Ở đây các bạn có thể là click vào cái phần cái nút dấu cộng này thì nó có thể phóng to, hoặc là cái đốt vào. Đấy, cái đốt vào nó cũng phải phóng to được. Đấy. Và bây giờ việc của các bạn là các bạn sẽ chọn cái vị trí mà các bạn muốn target đến. Ở đây chẳng hạn như là mình sẽ target tới cái trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhé các bạn nhé. Đây. Tạo con biểu này. Đâu nhỉ các bạn nhỉ? Ok nhá, thì mình sẽ target tới cái Highland Coffee cạnh cái trường Đại học Bách khoa Hà Nội các bạn nhé. Đây rất là đơn giản thôi, các bạn sẽ click vào cái phần thả ghim như này. Đấy, click thả ghim nhá. Xong các bạn di chuột tới cái vị trí mà các bạn muốn cái chỗ đấy làm trung tâm của quảng cáo, đúng không ạ? Đây, giả sử mình sẽ cho trung tâm của nó làm ở chỗ Highland Coffee này. Click vào. Đó, ok, các bạn thấy là gì? Nó thay đổi cái vị trí đúng không? Và bây giờ mình sẽ chỉnh cái bán kính. Chẳng hạn như các bạn muốn chỉnh bán kính khoảng độ 5 km thôi. Có nghĩa là ở cái chỗ trung tâm là Highland Coffee này thì mình sẽ quảng cáo với bán kính là 5 km. Đó thì bây giờ các bạn có thể thay đổi đây đúng không ạ? Đấy, để 5 km thôi. Đấy. Thì như vậy là mình sẽ có được cái khách hàng tiềm năng là khoảng độ 1 triệu 900 người. Đấy, và ở dưới đây nhá, ở dưới đây này các bạn có thể thêm những cái hành vi, chẳng hạn như là nếu mà quần áo thì các bạn có thể gọi là chọn quần áo chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn, cái này các bạn tìm hiểu thêm nhá. Ở video này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể thả ghim này. Đấy, để chúng ta thể quảng cáo được chính xác cái vị trí mình muốn. Đấy, hoặc là các bạn vào trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Đấy, hoặc là một vị trí bất kỳ ở đấy các bạn cũng thả ghim thôi. Đấy. Ok nhá, mình thử thêm vị trí nữa nhá. Đấy, nói chung là các bạn giả sử mình các bạn ở khu này chẳng hạn, các bạn muốn quảng cáo khu này thì các bạn cũng click vào thả ghim, bạn kéo vào để đấy. Đó, xong các bạn lại chọn km thôi. Đấy, ok nhá, ở đây mình xem nào. Sao nó lại lên 16 nhỉ? Các bạn chỉnh lại 5 cho mình nhá. 5 này. Từ từ nhá. 5 km này. Tục này, 5 km này. Ok, ở đây nó có vẻ như nó không ấy nhỉ. Rồi ok đấy. Đấy thì như vậy là giúp cho các bạn có thể tối ưu cái ngân sách của mình, được nhỉ? Đấy, ở đây chỗ này này, các bạn muốn quảng cáo chỗ này. Đó. Rồi tiếp tục xuống đây các bạn thể setup thêm những cái nhân khẩu hay cái hành vi mà Facebook nó đề xuất cho mình. Ok, xong rồi các bạn thể ấn lưu thôi. Rồi, ok đấy. Chúc các bạn thử thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào.